Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, theo phong tục thờ cúng của người Việt, những đồ thờ cúng trên bàn thờ thường phải được bài trí theo một thứ tự quy luật nhất định. Di ảnh của người đã khuất cũng không ngoại lệ. Đặt ảnh thờ ở đâu cho đúng trên bàn thờ gia tiên để không phạm đại kỷ là điều mà nhiều người còn chưa biết. Do đó, trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ bật mí cho quý vị cách bài trí ảnh thờ hợp phong thủy để được tổ tiên ban phước, tài lộc, may mắn đầy nhà. Xin mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau đây. 1. Sắp xếp theo quy luật nam tả nữ hữu. Nam nữ cũng chính là yếu tố tượng trưng cho âm dương trong vũ trụ, trái phải cũng vậy. Nên nhờ đó có sự ra đời của quy luật nam tả nữ hữu. Có thể khẳng định quy tắc nam tả nữ hữu là một trong những quy luật bắt buộc tuân theo khi đặt và sắp xếp di ảnh ông bà tổ tiên. Theo quy luật này, di ảnh của người nam sẽ được đặt bên trái, tức nam tả, và di ảnh người nữ đặt bên phải, theo hướng từ trong bàn thờ nhìn ra. Ngược lại, theo hướng chúng ta đứng nhìn vào bàn thờ, di ảnh người nam lại được xếp phía bên phải và người nữ xếp phía bên trái. Không ít người đã có sự sắp xếp di ảnh sai quy luật này vì nhìn nhận sai hướng, nên các bạn hãy lưu ý nhé. Theo quan niệm truyền lại, việc đặt bàn thờ như trên có nhiều ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như khi đứng quay mặt về hướng nam, mặt trời nằm bên tay trái, tức tả, là mặt trời mọc, tượng trưng cho nam giới. Cũng nhìn theo hướng nam, mặt trời nằm bên tay phải, tức hữu, là mặt trời khi lặn, mặt trăng mọc lên, tượng trưng cho nữ giới. 2. Sắp xếp ảnh tổ tiên, ông bà, bố mẹ theo thứ bậc. Còn một quy luật nữa nhất phải tuân theo khi sắp xếp di ảnh ông bà tổ tiên và những người đã khuất, đó chính là thứ bậc. Đây là quy luật phải được thực hiện kết hợp với quy luật trên nhằm mang lại một sự sắp xếp đúng theo khoa học, theo tâm linh và cả chữ hiếu. Thứ bậc ở đây chính là vai vế của người hiện diện trên di ảnh. Theo quy luật này, vị nào có vai vế cao nhất thì di ảnh phải được nằm ở chính giữa và đặt cao nhất. Người có vai cao tiếp theo, di ảnh đặt nằm hai bên, sát di ảnh ở chính giữa nhất và độ cao phải thấp hơn một chút. Di ảnh phải được sắp xếp nằm trong cùng của bàn thờ, để bên còn chừa chỗ nhang đèn và đồ cúng tổ tiên. Tùy theo cách sắp xếp mà di ảnh có thể được treo hoặc đặt trên để tạo sự đẹp mắt cho bàn thờ. Sắp xếp thế này không chỉ giúp chúng ta dễ dàng thực hiện bổn phận cúng kiếng nhang khói hàng ngày, mà theo quan niệm dân gian, đây còn là yếu tố làm ông bà ngự trị về đúng chỗ, giúp cho việc độ trì con cháu càng có hiệu quả. 3. Cấm kỵ để chân dung hai người trong một bức ảnh. Có thể ông và bà mất ở thời điểm gần nhau, nên con cháu thờ cúng chung trong một bức ảnh cho thuận tiện. Tuy nhiên, đây lại là điều hết sức kiêng kỵ mà gia chủ cần phải nên tránh. Bởi theo các chuyên gia phong thủy, việc này sẽ khiến cho các cụ có cảm giác bị khinh nhờn, không được con cháu tôn trọng. Điều này sẽ mang lại nhiều điểm xấu, tai họa cho cả gia đình. 4. Tránh đặt ảnh thờ lệch ngang hàng với lư hương. Nhiều người cho rằng đây chỉ là sự vô tình, nhưng theo quan niệm tâm linh thì lại là một điều hết sức kiêng kỵ. Khi đặt di ảnh lệch với bát hương có nghĩa là không kính trọng người đã khuất. Theo phong thủy, việc không để chính diện là một điều hết sức tối kỵ. Không những thế, những thứ cô hồn bên ngoài còn lợi dụng chỗ trống để bay vào, cướp lấy thức ăn cúng, khiến của cải tiêu tan, cửa nhà tan hoang. 5. Quy tắc đặt ảnh chính giữa bàn thờ. Ảnh thờ thần linh cần phải được đặt ở vị trí trung tâm bàn thờ. Do đó, gia chủ tuyệt đối không được đặt bất kỳ hình ảnh của người khác chen vào vị trí này. Cho dù đó là di ảnh của người thân đi chăng nữa thì cũng không được đẩy chỗ thờ thần linh ra ngoài. Nếu không thì sẽ được xem là bất kính với bề trên. Họ sẽ không bao giờ phù hộ cho gia đình. Ngược lại, trong nhà sẽ toàn gặp tai ương, điểm xui xẻo. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh ảnh thờ, bát nhang cũng là một vật phẩm vô cùng quan trọng trên bàn thờ gia tiên. Bát nhang là nơi giáng của các hương linh, thần thánh, tổ tiên và cũng thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với cõi âm. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu muốn gia đạo bình an, khi đặt bát hương, quý vị phải cẩn trọng, tuyệt đối tránh phạm phải những điều kiêng kỵ sau. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Tuyệt đối không cho cát vào bát hương. Một số gia đình đổ cát vào bát hương để cắm nhang. Đây là một quan niệm sai lầm. Theo phong thủy, cát là thứ bụi bặm ô uế nên không được bỏ vào trong vật linh thiêng như bát hương. Việc này có thể xem là xui xẻo, tai ương cho gia đình. Tốt nhất nên dùng tro bếp cho vào bát hương. Tro bếp cũng được cho là vật phong thủy sẽ mang lại tài lộc cho gia đình, làm ăn dễ phát tài. Nếu bạn sống ở nơi thành thị thì có thể mua tro bếp ở những nơi bán đồ thờ cúng. 2. Cấm kỵ cắm trụ sắt vào bát hương. Trong bát hương trên bàn thờ tổ tiên của người Việt, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen đặt một cây trụ sắt để thắp hương vòng. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, một nhà nghiên cứu đạo Phật thuộc Viện nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người, một số nhà tâm linh từng chứng thực chuyện bát hương có liên quan tới cái đầu của chủ nhà. Cụ thể, khi bốc bát hương mà lèn quá chặt hoặc bát hương bốc tơi, nhưng một thời gian sau cho hương sẽ chắc lại. Nếu không biết làm cho tơi lên, gia chủ có thể bị đau đầu. Vì thế, về mặt tâm linh, việc đặt trụ sắt vào bát hương lấy chỗ đốt hương vòng không tốt cho gia chủ. Họ có thể bị những cơn đau đầu bất chợt, không rõ nguyên nhân hành hạ. Chỉ khi bỏ trụ sắt này ra, đầu của gia chủ sẽ nhẹ hẳn. Các nhà tâm linh cũng cho rằng một bàn thờ nếu có đủ yếu tố ngũ hành thì rất tốt, tức gồm đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tuy vậy, những đồ vật bằng kim loại như đỉnh đồng, lư đồng, hạt đồng hoặc chân nến không nên bày biện quá nhiều trên bàn thờ. 3. Không dùng bát hương bằng đá. Theo quan niệm phong thủy, bát hương bằng đá chỉ hợp với miếu chùa, không hợp với bàn thờ trong nhà. Vì vậy, nếu bạn định chọn bát hương bằng đá để thờ thì hoàn toàn sai lầm, sẽ mang hết của cải tài lộc trong nhà bạn đi. Nên chọn bát hương bằng sứ hoặc bằng đồng mới là hợp với thờ cúng gia tiên. 4. Tuyệt đối không xê dịch bát hương. Nếu đã đặt bát hương đúng vị trí như ý thì tuyệt đối trong một năm không xê dịch. Việc xê dịch tùy tiện có thể khiến gia đình gặp tai ương, xui xẻo ập đến. Nếu có nhu cầu di chuyển bát hương, hãy tham khảo ý kiến của các thầy phong thủy để được tư vấn. Bạn nên chú ý đến cuối năm thay bát hương phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay. Chân hương sau khi dọn mang ra hồ, sông, bò hoặc đốt hết. Số chân hương còn lại trong bát bao giờ cũng phải là con số lẻ. Điều này sẽ khiến gia đình an yên, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc quanh năm. 5. Không viết giấy dán trên bát hương. Khi đặt bát hương không được dán giấy ghi rõ bát hương nào thờ thần, bát nào thờ tổ tiên, bát nào thờ ai cụ thể. Bởi ghi như vậy là một việc làm vô tình đã phạm thượng với bề trên. Người trần con cháu quy định cho chỗ đi về cho thần linh và tiên tổ. Điều đó sẽ khiến gia chủ gặp nhiều trục trặc, xui xẻo trong cuộc sống. Bát hương bỗng dưng bốc cháy là điểm gì? Chân nhang cháy từ phía dưới lên nhưng không tạo thành lửa. Hiện tượng này có thể được chia thành hai vấn đề riêng. Đầu tiên là vấn đề mồ mả của tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Có thể mồ mả trong họ tộc đang bị đồng, nên bạn cần kiểm tra lại xem đây có phải là thật hay không. Nếu bạn không có kinh nghiệm thì nên nhờ các sư thầy hoặc ông bà trong gia đình để được giúp đỡ và hỗ trợ nhé. Thứ hai, thời gian sắp tới, gia chủ sẽ gặp phải vài vấn đề như trong chuyện làm ăn, về kinh tế, và nên cẩn thận về tài sản, tránh bị mất cắp. Tuy nhiên, khi xảy ra bất cứ trường hợp nào, bạn cũng nên cẩn trọng và nhắc nhở các thành viên trong gia đình của mình nên cẩn thận để tránh những điều không may xảy ra. Còn nếu bát hương cháy phần trên và tạo ra ngọn lửa lớn, ngược lại là hóa dương, gia chủ không cần quá lo lắng mà hãy tìm cách khắc phục nhé. Quý vị thân mến, trên đây là những điều quý vị cần phải lưu ý trong sắp xếp ảnh thờ và bát hương, kẻo phạm đại kỷ, xui xẻo ập đến. Tuy nhiên, những thông tin này cũng chỉ mang tính tham khảo. Thờ cúng quan trọng ở cái tâm. Quý vị chỉ cần cẩn trọng hơn và luôn đảm bảo khu thờ tự sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.